sốt. Ma trăm con nguy thôi á. Trời nó xẻ hết nay thôi á trời. Ok, Nakaroth chiến binh hoàng rồi. Tuyệt vời, đi cắt hàng luôn nha. Con này chơi hay này. Con này chơi cũng hay này. Ok, vào trận luôn đi. Để xem mình test cái con này. Your team's turn to ban. Mày quá, mình trên cùng, mình được chọn tướng. Thơm. Đấy, anh live stream thuê nhá, không phải là cày thuê nhá. Anh mua combo không mua hả? Là sao? Anh có biết gì đâu? Đúng rồi nhá. Nè mà mọi người thấy bạn nào không? Chả biết. Rồi thì mình chả biết thôi. Chơi mình chúc nha. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Mua combo thì rồi anh có biết đâu, anh có mua skin bao giờ đâu, thế luôn. Không bao giờ mua skin. Mình không biết đâu lắm. Ngọc 60 năm mà. Ngọc thấp lắm. Combo giả giá trang phục còn có 218 quân huy. Trời ơi. Sao Hoàng Pino không nói trời. Ai biết đâu. Mình ấy lắm, mình Sida lắm. Bạc cho anh hả chưa? Khi nào có nút bạc mình sẽ quay kia cho người xem nhé. Hôm nay thử test cái camera của cái iPhone 8 Pro này. Ôi dồi, quay phim nó nét lắm. Đã ghê ấy. Mà sao quay clip đời sống chơi. À lắm à. Thiệt luôn. Nó ấy lắm. Nó quay nó nét cực kỳ luôn. Quay 4K được mà. Quay clip 4K được luôn. Thật sự là phê. Sao giọng anh là con gái thế? Stream một buổi bao nhiêu tiền anh hả? Trời ơi, một buổi này có 300.000 thôi. Hoàng Pino đâu rồi? Anh uống dầu ăn là quay chứ. Thua. Ai mà uống được dầu ăn trời. Hình nhỏ của anh ơi hả? Stream một buổi là 300.000 á, 3 tiếng 300.000. Livestream có được thưởng ở Liên Quân không anh? LQ mà Liên Quân không? Anh biết RIP 113 không hả? Biết chứ. RIP 113 là bắn BWG đúng không? Mấy người bắn BWG nổi tiếng biết không? Biết thôi. Có nghĩa là mình biết họ thôi chứ họ không bao giờ biết mình đâu. Tại vì mình xem họ thôi, không bao giờ họ mà xem mình đâu mà. Thấy mấy người chơi BWG phê thế. Hôm bữa mình ê, trang phục đẹp thế. Ê, coi, khen một câu coi nào. Mới mua đấy. Trang phục
đẹp không? Đẹp không? Uầy. AT bị hết. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Trời khoe thế này làm ngơ. Vai các bạn. Bạn thứ gì bạn phải khen một câu, bạn kêu Nakata hôm nay đẹp quá. Úi giời, có phải mát lòng mát dạ không? Có phải là mũi mình nó nổ không? Úi giời, úi giời. Con này tính ra nó không ấy lắm nhỉ. Được cái hình đẹp thôi chứ kỹ năng của nó đánh nó không té máu giống như là cái con BD công nghệ đúng không? Cái kia nó té máu xanh cơ, nhìn vãi chưởng lắm. Xem ạ. Cảm nhận đầu tiên mình chơi con này thì nó thấy nó cũng được. Đánh nó té ra cái màu đỏ đỏ giống như là cái hỏa ngục ấy. Cái skin này mặc dù ấy, nếu mà đánh giá thật lúc đầu mình nhìn thấy con này á thì chắc mình nghĩ nó không đẹp bằng cái đi qua công nghệ kia. Không đẹp bằng. Cái kia nó có hiệu ứng đẹp lắm. Cái kia nó hiệu ứng tóe, đánh nó tóe màu xanh ra. Trời ơi, nhìn phê phải biết luôn. Cái này lâu lâu nó vẫn có hiệu ứng mà, nhưng mà hiệu ứng của nó không được rõ là mấy. Nhưng mà cái này đẹp hơn cái trang phục kia. Trang phục thứ hai của Nakarot ấy. Đẹp hơn trang phục đấy. Wow, sao mình hôm nay mạnh thế? Trời ơi, khoác trên áo một cái bộ trang phục cái là đẹp đẽ sạch sẽ ngay. Trời ơi, tưởng thế nào anh ngồi trang phục cái tăng sức mạnh à? Hả? Chém mất chết luôn vậy. Wow, lên trời rồi nha. Cáu rồi nha, đâu ai bước ra đây nào. Đừng làm mình cáu nha. Thôi bỏ đi, bỏ dòng đi, bỏ dòng đi. Đẹp vãi chưởng. Mày đẹp rồi. Năng Nagaro này trong đấu hạng họ cũng phải cấm đấy. À đâu, mấy đâu mấy trận đấu giải ấy. Nhiều người chơi con này bá vãi chưởng nha. Đâu rồi, không tiêu cái con này mình đâu rồi. Trời. Trời núp phải men. Trời ơi, đàn ông con trai gì mạnh mẽ lên. Làm ra đây nào, kiếm chuối nào. Rồi bắt người ta phải chờ đợi hoài. Chờ đợi mãi. Ê, không đi ra mà lại đi lên à. Thế này thì ăn chắc mặc quen rồi. Ăn chắc mặc quen rồi. Đi đâu mà vội mà vàng. Đúng rồi, dừng chân ghé lại ra hàng Nakarot một tí thôi. Mới mua Nakarot liền. Đẹp đẽ sạch sẽ liền, đẹp trai mãi trưởng ngay. Rồi ơi tơm. Cái cảm giác mọi người nhìn thấy con này lần đầu như nào cũng được ha. Mặc dù nó không có đẹp trai giống như là Nakarot BY công nghệ body 6 múi, nhưng mà cái này nó cũng ổn, nói chung là đẹp. Có 300 con huy, nếu mà mua combo thì bạn kia là kêu 200 mấy thì nó không có là đắt lắm cho lắm. Giá rẻ mà, nếu mà mua cái kiểu kia mấy bạn lại kêu mà. Nếu mà bạn lại kêu mua theo kiểu kia thì nó chỉ được 200 mấy thì có hơn 100 ngàn. Quá tuyệt vời. Hai chân trà đẹp vãi. Ngon, chúc là ngon. Chiến binh hỏa ngục đúng không? Đó, solo ông troll luôn. Ngang sao? Cứu đồng đội à bạn? Bạn muốn cứu đồng đội đúng không? Đâu có dễ dàng. Cứu đồng đội là mình giết luôn cả bạn luôn đấy chứ đùa. Thế tất nhiên rồi, cái này không phải đá quý đâu mà sao mà bằng cái B-boy công nghệ được. Nhưng mà mình thấy nó vẫn đẹp hơn là cái trang phục đúng không? Trang phục
em vẫn đẹp hơn cái trang phục kia. Chuyển tiếp rồi đó, bài chưa? Ôi ơi, trang phục này nó tăng sức mạnh hay sao, mạnh thế. Rồi xong bạn đi rồi, bạn đi xa quá rồi bạn ơi. Bạn đi xa quá rồi, xa quá rồi, xa quá rồi bạn ơi. Ê, mình đã đứng bên ngoài rồi, cố mà chiều kéo, níu kéo này. Cherry. Vâng, đó chính là Nakarot sau khi mà mình mua trang phục. Nó đánh luôn, vãi cả siêu lỏng luôn. Không thể tin được, trang phục này phê vãi. Trời ơi, nó ra trang phục đẹp gì hả? Hả? Mấy bạn ở hành trang ra trang phục đẹp gì hả? Mạnh đi nhờ. Sao mình cảm giác nó xua hổ báo cáo trồ đến này. Quá con. Có khi nào mà mới cái trang phục mới ra là sẽ được tăng sức mạnh không mọi người? Đúng không? Tại vì sao không? Mọi người ví dụ thằng men nó tăng sức mạnh để cho nó mọi người mua cái trang phục này nhiều nhiều chút á. Đấy, mình đoán là như thế. Sao nó mạnh thế này? Chưa phát triển luôn, vậy chưa? Cái đó chỉ mình chỉ đoán thôi, không biết có phải không nha. Nó chơi thôi mà, làm gì đâu mà căng. Này, coi mình giết thỏ này. What's up, what's up, what's up man? Qua đã kêu nè. Oh, Osman. Qua đã kêu rồi, được triple kêu nên trời ơi, triple kêu à, vãi cái chuồng bạn ơi. Xong cho mình qua đá, qua đá luôn đi. Quá mạnh rồi. Vãi rừng, ra vãi rừng. Đấy mọi người thấy chém cái ông cũng rồi, quay ra đằng sau chém AD với cả cái con Azenka phát một muốn chết luôn. Quá lợi hại. Vâng, đó chính là vị tướng Nakarot. Với trang phục hoàng ngục thì anh ta đã trở thành bá chủ thiên hạ rồi. Tại khắp thiên hạ không địch thủ đó chính là Nakarot đấy chứ đâu. Sợ thơm. Nó ở bên kia, nó ở bên kia. Ê, anh béo ơi. Anh tốt rồi. Thấy mình cắm đầu cắm cổ chạy hết trơn, chán thế nhỉ. Chả có ai thèm đánh nhau với mình hết trơn. Bà hỏi ý kiến mình chưa? Dừng nhà bạn đúng không? Nhưng mà dừng nhà bạn nhưng mà cái quyền quyết định đó là do mình. Đấy, bạn không thể nào mà chối bỏ được cái sự thật phũ phàng thế. Mặc dù đó khá là phũ phàng đấy nhưng mà cái khu rừng lặn của mình ok. Mình ăn bùa xanh ăn bùa đỏ. Bạn muốn làm gì? Hỏi ý kiến mình chứ nha. Ngon. Kinh công ăn luôn à? Rồi mạnh đi, trong cuộc mới đánh sướng vai. Muốn ăn rừng đúng không? Nakarot ơi, em muốn ăn bùa đỏ. Cái gì? Em muốn ăn bùa đỏ, không nghe đó. Em không ăn bùa đỏ. Ok, không ăn đúng không? Ok, thì anh ăn. Cái gì đâu mà căng nhờ. Đấy, khu rừng của mình mà, mình phải làm cao chứ làm giá chứ. Trời ơi, quá lợi hại. Quá lợi hại luôn. Băng vào giết người như chân chuối. Băng người như băng chả vậy. Muốn ăn rừng không cho, ok anh không cho ăn rừng đấy thì làm sao? Làm gì nhau đúng không?
Salim này, Salim này, Salim. Em sao sao Salim rồi. Cái con John nó còn chút xíu máu mà ai ăn hết trơn rồi. Toro thì phải. Không phải Toro cũng gì á. Có ai ăn nó qua ra của mình luôn rồi. Trời ơi, bên rồi bên ta rồi. Còn có chút xíu mà mình ra mình chém thường cái rồi. Cái bạn nào á, bạn nào vào hình như A Thu sao ấy. Bạn nào mà bạn chém mất luôn đi. Cái con John ấy mà, mình cái con đi xíu máu à. Chém thường mà nó chết rồi đó. Ha, à, chạy không kịp, trời ơi. Đi tê không biết nữa. Đi ha. Mười sáu không á, 17.3 mà baby á, trận này bắt tử luôn rồi.